Gần 70% khí đốt xuất khẩu của Mỹ được chuyển đến châu Âu nhưng vẫn khiến Pháp, Đức phải lên tiếng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 6 tháng 10 kêu gọi Mỹ và Na Uy, thật tuyệt vời khi bạn cung cấp năng lượng cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể trả cho bạn cái giá đắt gấp 4 lần, đây không phải là ý nghĩa thực sự của tình bạn. Theo các kênh truyền thông Nga như Tass và RIA Novosti, Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, đã trả lời phỏng vấn trên chương trình Moscow Kremlin Putin do kênh truyền hình Russia 1 phát sóng ngày 9 tháng 10 về các vấn đề liên quan đến thực địa. Ông Peskov đã đề cập trong chương trình rằng, người châu Âu nhiều lần nói rằng họ nên thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, vốn đã dẫn đến hiện tượng phi công nghiệp hóa và tác động đến hoạt động sản xuất ở các nước châu Âu. Có lẽ tất cả những điều này sẽ gây ra hậu quả cho lục địa châu Âu ít nhất trong 10 đến 20 năm tới. Sau khi châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt lên năng lượng của Nga, Mỹ đã nhân cơ hội này bán khí đốt tự nhiên cho châu Âu với giá cao, gây ra không ít bất mãn. Theo Ria Novosti, ông Peskov đã nói trong chương trình ngày 9 tháng 10 rằng người Mỹ hiện đang kiếm được nhiều tiền, rất nhiều tiền vì họ bán khí đốt tự nhiên với giá gấp 3 đến 4 lần. Người châu Âu trả tiền cho họ và cũng khiến cho chính nền kinh tế của đất nước họ mất sức cạnh tranh. Pháp, Đức cùng lên tiếng. Theo hãng tin Bloomberg, ngày 6 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải phàn nàn tại một hội nghị khí đốt tự nhiên của Mỹ đang được bán với giá quá đắt và nói rằng nếu là bạn bè thì không thể tiếp tục như thế này. Phát biểu tại hội nghị doanh nhân ở Paris, ông Macron cho rằng các nước châu Âu nên cùng các nền kinh tế châu Á yêu cầu Mỹ và Na Uy bán khí đốt tự nhiên với giá thấp hơn để thể hiện tình hữu nghị sâu sắc hơn với nhau. Với tinh thần hữu nghị cao cả, chúng tôi sẽ nói với những người bạn Mỹ và Na Uy, các bạn thật tuyệt vời, các bạn cung cấp năng lượng và khí đốt cho chúng tôi nhưng lại bán cho chúng tôi với giá đắt gấp 4 lần bạn đã bán cho người khác. Điều này không thể tiếp diễn, đó không phải là ý nghĩa thực sự của tình bạn, ông Macron nói. Trước đó theo hãng thông tấn DPA của Đức, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức robert habeck đã ngụ ý trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng các quốc gia thân thiện như mỹ đang cung cấp khí đốt tự nhiên cho đức với giá cắt cổ một số quốc gia bao gồm cả các quốc gia thân thiện đôi khi cung cấp khí đốt cho chúng tôi với giá cao ngất trời. Đây đã trở thành một vấn đề mà chúng tôi phải thảo luận, ông Habeck nói. Ông Habeck cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu EC đại diện cho các quốc gia thành viên đối thoại với các quốc gia thân thiện. Theo DPA, ông Habeck đã đặc biệt đề cập đến Mỹ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, hy vọng rằng Mỹ có thể hỗ trợ nhiều hơn khi châu Âu đang gặp khó khăn về năng lượng. Ông Habeck chỉ ra rằng khi Mỹ cần dầu, Mỹ yêu cầu chúng ta bán phá giá dầu dự trữ và sự hỗ trợ lẫn nhau này cũng nên được sử dụng để kiềm chế giá khí đốt tự nhiên. Ông Habeck ngày 29 tháng 9 từng cho biết do chi phí năng lượng cao hơn trước đây, thiệt hại kinh tế của Đức trong năm nay sẽ lên tới gần 60 tỷ euro và mức thiệt hại trong năm tới có thể lên tới gần 100 tỷ euro. Theo DPA tại một hội nghị do liên đoàn công nghiệp Đức tổ chức, ông Habeck đã nói rằng thiệt hại kinh tế của Đức trong năm tới tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP, phần lớn là do việc mua khí đốt tự nhiên từ các nguồn khác ngoài Nga. Gần 70% khí đốt xuất khẩu của Mỹ được chuyển đến châu Âu sau khi xung đột nga ukraine bùng nổ mỹ và các nước phương tây đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt đối với nga một nước xuất khẩu năng lượng lớn gây ra sự hỗn loạn trên thị trường năng lượng toàn cầu và cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng lan rộng khi các vấn đề năng lượng tiếp tục hạn chế sự phát triển kinh tế và sinh kế của người dân nhiều nước trên thế giới các tập đoàn năng lượng khổng lồ của mỹ đã lợi dụng tình hình để thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trên thị trường năng lượng Ngày 29 tháng 7, gã khổng lồ năng lượng của Mỹ là Exxon Mobil và Chevron đều báo cáo lợi nhuận cao nhất trong lịch sử công ty. Báo cáo tài chính cho thấy, với tư cách là nhà sản xuất dầu lớn nhất nước Mỹ, lợi nhuận dòng quý 2 của Exxon Mobil là 17,9 tỷ đô la Mỹ tương đương 4,21 đô la Mỹ một cổ phiếu, tăng gần gấp 4 lần so với mức 4,69 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1,10 đô la Mỹ trên một cổ phiếu so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Chevron công bố lợi nhuận quý hoai là 11,61 tỷ đô la Mỹ, cao hơn gần 50% so với kỷ lục của công ty, được thiết lập vào năm 2008, còn lợi nhuận dòng của một năm trước đó là 4,7 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, dữ liệu thao dõi tàu được Reinfinitiv công bố gần đây cho thấy, tổng cộng 87 tàu hàng xuất đi từ Mỹ đã vận chuyển 6,3 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng trong tháng 9, tăng nhẹ so với mức 6,25 triệu tấn trong tháng 8 và gần 70% trong số đó, tương đương 4,37 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng được chuyển đến châu Âu, cao hơn so với mức 56% trong tháng 8 và 63% trong tháng 7. Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng hiện đang được săn đón khắp nơi, với giá khí đốt tự nhiên giao ngay tại cảng Henry của Mỹ đã tăng lên 7,88 đô la Mỹ trên 1 triệu đơn vị nhiệt Anh vào tháng 9, mức cao nhất kể từ năm 2008. Công ty tư vấn năng lượng Restart cho biết sự cố gián đoạn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt ở châu Âu trong mùa đông năm nay. Pháp, hàng nghìn người tuần hành ở thủ đô Paris phản đối EU, NATO. Bức xúc về khủng hoảng năng lượng và tổn thất kinh tế đã khiến hàng nghìn người dân ở thủ đô Paris của Pháp tràn ra đường tuần hành. Theo kênh truyền hình RT, ngày 9 tháng 10, đám đông biểu tình đã tuần hành dọc trung tâm thủ đô Paris yêu cầu chính phủ Pháp thay đổi lập trường đối với Liên minh châu Âu EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đảng Le Patriot, những người yêu nước do thủ lĩnh Florian Philippot, đứng đầu đã phát động cuộc biểu tình. Theo ông này, với tên gọi cuộc meeting toàn quốc kháng chiến, cuộc biểu tình đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Họ mang theo quốc kỳ và những tấm biển hiệu được ghi dòng chữ Frexit, một cụm từ viết tắt biểu thị yêu cầu Pháp rời khỏi EU. Theo những đoạn video ghi lại cảnh quay cuộc tuần hành, đám đông biểu tình còn hô vang hãy rời khỏi NATO. Những người biểu tình chỉ trích NATO là kẻ kích động chiến tranh, gây ra gián đoạn kinh tế và những hạn chế về mặt năng lượng cũng như sức khỏe sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Hiện các quan chức Pháp chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc biểu tình và cũng không cung cấp số liệu chính thức về số người tham gia biểu tình. Các phương tiện truyền thông Pháp cũng hầu như không đưa tin về sự kiện này. Theo website của đảng Le Patriots, các cuộc biểu tình tương tự trước đó được tổ chức vào ngày 3 tháng 9 và ngày 17 tháng 9. Các cuộc biểu tình diễn ra tại Pháp trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày một nghiêm trọng, với nguyên nhân chính là do chính sách trừng phạt của EU. Tháng trước, người đứng đầu cơ quan quản lý năng lượng Pháp CRE cảnh báo rằng các gia đình có thể đối mặt với tình trạng mất điện trong mùa đông này nếu giá rét nghiêm trọng. Nữ chính khách Marine Le Pen, lãnh đạo đảng mặt trận dân tộc FN cũng cảnh báo quốc gia này nên chuẩn bị cho một mùa đông đầy khó khăn. Nữ chính khách cánh hữu nhận định các biện pháp pháp trừng phạt đối với Nga không có tác dụng và thay vào đó đang gây hại cho người dân Pháp. Estonia nói EU giảm quyết tâm trừng phạt Nga Thủ tướng Estonia Kalas thừa nhận Liên minh châu Âu đang lung lay quyết tâm về các biện pháp trừng phạt Nga nhưng khẳng định bà giữ quan điểm cứng rắn. Việc đưa ra các biện pháp trừng phạt ngày càng trở nên khó khăn hơn, không có nhiều yếu tố chúng ta có thể trừng phạt, đó là vấn đề, Thủ tướng Estonia Kaja Kalas nói với Telegram cuối tuần qua. Bà Kalas nhận định sự mệt mỏi vì chiến sự cùng các vấn đề đang gia tăng trong nước là nguyên nhân khiến châu Âu suy giảm quyết tâm về các lệnh trừng phạt Nga. Trong số các quốc gia Liên minh châu Âu-EU, Estonia là nước có mức giá năng lượng tăng mạnh nhất trong 7 tháng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Estonia cũng nói rằng đa số mọi người đều hiểu tình trạng lạm phát bây giờ giống như một loại thuế chiến tranh. Thêm rằng, trong khi chúng ta trả loại thuế này bằng đồng euro thì người dân Ukraine phải trả bằng sinh mạng. Bà Kalas kêu gọi phương Tây không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì bà tin rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng. Bà nói thêm lãnh đạo Nga sẽ phải đối mặt với cáo buộc về tội ác chiến tranh tại tòa án quốc tế. Nga đang khủng bố để chúng ta lùi bước trước các quyết định của mình, bà Kalas cho biết đề cập tới cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga. Tính theo tỷ trọng GDP bình quân đầu người, Estonia là quốc gia hỗ trợ thiết bị quân sự cho Ukraine nhiều nhất thế giới. Theo số liệu đến tháng 8, Estonia đã hỗ trợ quân sự 250 triệu euro cho Ukraine, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin, liệu pháo, súng phóng liệu, đạn dược và phương tiện quân sự. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24 tháng 2, EU đã áp loạt lệnh trừng phạt với Nga. Khối này hôm 6 tháng 10, thông qua gói trừng phạt thứ 8, mở rộng lệnh cấm thương mại và nhắm vào các cá nhân liên quan tới việc sắp nhập bốn tỉnh Ukraine, phát lệnh động viên một phần và liên tục đe dọa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. EU trước đó cũng nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của Nga như vàng và năng lượng. Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, nói rằng phương Tây đã áp 11.000 lệnh trừng phạt với Nga.